Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, một tin vui về bệnh nhân sản phụ ngừng tim 120 phút đã được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai lập kỳ tích cứu sống giữa những ngày trong tâm dịch COVID-19. Vào chiều ngày hôm nay 24 tháng 4, bệnh nhân này đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện trong niềm hân hoan của các y bác sĩ và người nhà của bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyễn Thị Tân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng ngừng tuần hoàn. Dây chuyền cấp cứu ngừng tuần hoàn lập tức được khởi động. Kíp cấp cứu nhanh chóng ép tim ngay trên cáng, hỗ trợ hô hấp và khẩn cấp đưa bệnh nhân vào khu can thiệp cao trong khoa cấp cứu. Sau 15 phút, bệnh nhân tái lập tuần hoàn và được điều trị tại khu vực cách ly đặc biệt của khoa cấp cứu. Tuy nhiên, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân ở chỉ số vô cùng thấp, tình trạng sốc nặng, huyết áp kiểm soát khó khăn. Sau những cố gắng hết mình của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Nguyễn Thị Tân đã được xuất viện, sức khỏe ổn định. Sự bình phục của bệnh nhân này là kỳ tích không chỉ của Bệnh viện Bạch Mai mà của cả ngành y nước ta. Và cũng trong chiều nay, khoa cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai khánh thành phòng cách ly áp lực âm với trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác chữa bệnh cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 cần cách ly tại đây. Phòng cách ly áp lực âm là một phương pháp cách ly được sử dụng trong các bệnh viện để ngăn chặn sự lây nhiễm chéo, không phải dùng để điều trị bệnh. Và phòng có áp suất thấp hơn xung quanh, nơi mà không chỉ có thể đi vào từ một phía và không thể thoát ra qua phía đó.